Nguyên liệu để làm cái cơm cháy mỡ hành ấy thì các bạn chuẩn bị là gạo này, gạo dẻo nha các bạn. Các bạn mua gạo dẻo về để mình nấu á, nấu lên ha. Rồi mỡ hành này ha. Các bạn hắn dầu nóng rồi bỏ hành vô là nó được như thế này ha. Đó, cái tiếp tiếp theo là cái này là đặc biệt là cái nước mắm nha. Nước mắm này gồm tỏi này, ớt, đường. Tỏi, ớt, đường, nước mắm và nước nữa nha các bạn. Thì tỷ lệ pha pha cái này là khi các bạn băm tỏi nhuyễn á, các bạn bỏ vô, sau đó là các bạn sẽ cho nước sôi vô ha, trụng sơ, phải cho khoảng hai muỗng nước sôi ha, rồi hai ba muỗng đường là 6 muỗng nước mắm. Ớt thì các bạn ăn cay nhiều bỏ nhiều ha. Nó tỷ lệ nhiều nha. Nói chung là các bạn nêm nếm á, các bạn múc một ít như là thế này, mình các bạn nêm mà các bạn bỏ vô miệng á mà nó mặn mặn ngọt ngọt là được. Rồi chà bông ha, này là chà bông heo ha, cái này là tép, là ruốc á, các bạn mua ruốc về ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Mình sẽ cho cái dầu lên cái miếng đá nha các bạn, mình cho nó dầu nóng rồi mình sẽ cho cơm lên nha. Sau khi mà các bạn cái cơm cháy này các bạn làm được hai mặt vàng như thế này ha, chiên nó cho hai mặt vàng ha, mình sẽ rưới nước mắm lên, nhưng mà các bạn rưới đều ha, rưới đều lên, tha đều ha các bạn. Nếu là đều tay các bạn cho nó thấm cái nước mắm đều lên ha. Bánh này cũng vậy ha, nhưng mà cái này tôi vàng luôn nha các bạn, mình phải làm vàng như cái bên đây nè nó mới được. Đó, các bạn rưới đều ha. Cái bên kia nữa. Tốt nhất là các bạn lấy cái cọ quét lên.
Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test mỡ hành lên nha các bạn. Đó. Chắc mỡ này hành lên cho nó thơm ha. Rồi. Mình sẽ cho cái ruốc lên nha các bạn. Ruốc gì lại tép lên. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái chà bông lên nha các bạn. Đó, cho chà bông lên. Đó, chết ít hơn các bạn đừng nhiều quá. Rồi. Rồi mình sẽ quay gần cho các bạn coi nha. Nó đã hoàn thành nha các bạn. Cái này làm từ cơm á, cơm các bạn nhớ là cơm dẻo nha, với gạo dẻo nhưng mà nấu cho miếng nhão nhão miếng dễ làm ha. Rồi bây giờ chờ cho nó hấm gia vị xong cái mình sẽ vớt ra dĩa nha các bạn. Đó, cái sau khi mà các bạn cơm cháy mình đã làm xong miệng như thế này nha các bạn. Thì cái video trước mà hồi trưa mình làm thì cái điện thoại mình nó bị hư nên không có quay cái được, nên mình phải làm cái vào buổi chiều các bạn, mình sẽ làm lại cho các bạn cho nó hoàn thành cái video á, là cái bánh cái cơm trái chiên mỡ hành của mình nè, chà bông nữa nó hoàn thành nha các bạn. Đó. Các bạn nhớ là các bạn làm cho nướng trên đá này nè, các bạn thoa dầu để cho dầu nó làm cho vàng cái này nha, với lại cái nhớ là bỏ cái hấm giấy cái hấm dầu nha các bạn, tại vì nơi trong này nó còn dầu nữa. Vậy là các bạn nướng nướng như thế này nè, nó giống như chiên vậy các bạn, nhưng mà mình nướng như đá thì nó ấy ngon hơn. Đó, nói như cái ăn này mình thấy rất là dễ, giống như chảo không dính vậy nè các bạn. Nè. Để mình lấy nè các bạn, với lại chứ mình làm cho nó vàng hai mặt á. Đó. Đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ nhớ các bạn nhớ là chiên các bạn bỏ nướng hai mặt cho nó đều nha các bạn, nướng cho nó vàng như vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Đó. Nó giống như chảo không dính thì ngon lắm. Để mình vớt ra nha các bạn, cái tại cái sỉ này nè, cái sỉ nó nhỏ mình cầm cái bánh không hết. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Rồi mình sẽ quay về cho các bạn coi ha.